Xin chào các em, chúng ta tiếp tục học môn xác suất thống kê và bài tập tuần thứ bảy kiểm định tham số một tổng thể. Trước khi vào làm bài thì chúng ta sẽ có một cái bảng tóm tắt về quy luật quyết định giá trị thống kê và phi giá trị. Bảng này là cái bảng tóm tắt cho cả lo nó, tức là hết bắt buộc phải học thuộc. Bạn có thể mang vào thoải mái nhưng mà bạn ra phòng khỏi phòng thi ngay tức thì. Có nghĩa là vào một phát là lập biên bản hủy luôn. Tốt quá, thầy chấm thi rất nhanh. Em muốn cần cái gì? Quần quần áo à? Chết ra được bao nhiêu thế hệ người ta học được, mình học được. Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi, có nghĩa là các anh chị học được là không có cớ gì mà không học được. Thì cũng tương tự như ở trên thì nó sẽ dẫn tới là ba cái kịch bản. Một là chúng ta ba trường hợp, một là kiểm định trung bình phân phối chuẩn biết phương sai tổng thể, là không biết phương sai tổng thể thì cỡ mẫu nhỏ thì phải là phân phối chuẩn, cỡ mẫu lớn thì là phân phối chuẩn cũng được, mà không là cũng không vấn đề gì. Rồi cuối cùng là tỷ lệ. Thì quy trình chung là để kiểm định dùng phương pháp giá trị giới hạn hoặc là sử dụng quy luật quyết định thì gồm 4 bước như trên bảng đấy. Nếu bất nhận thức đúng thì người ta sẽ bắt bỏ H0, chấp nhận giả thuyết đối. Bất nhận thức sai thì người ta chấp nhận giả thuyết không. Còn quy trình mà kiểm định theo phương pháp P giá trị thì là chúng ta phải tính P giá trị phép kiểm định, so sánh P giá trị và mức ý nghĩa. Nếu như mức ý nghĩa mà lớn hơn P giá trị thì chúng ta sẽ bắt bỏ H0. Mức ý nghĩa mà ngược lại, mức ý nghĩa nhỏ hơn P giá trị, chúng ta chấp nhận H0. Còn có bạn thắc mắc là trong trường hợp là nếu như mà bằng P giá trị thì thế nào? Thì tại vì một số tài liệu nó viết nó không rõ cho nên là ta để cái trường hợp ấy lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào một trường hợp cụ thể là kiểm định trung bình tổng thể đã biết phương sai. Thì ở đây các em thì chỉ ngại người ta kiểm tra lý thuyết thôi, chứ còn làm bài tập thì dễ cực vì các lệnh nó rất là rõ ràng. Trong trường hợp đã biết phương sai thì làm hoàn toàn tương tự như phần ước lượng, chỉ có điều đây là từ cái bảng ở trên nó trích ra. Ngại nhất là người ta hỏi kiểm tra lý thuyết. Đấy, kiểm tra lý thuyết. Cái này là ở trên trích ra. Thế thì cái quy luật quyết định này là dấu của nó là cùng dấu với lại dấu bất H1. Đây là Z lớn hơn Z alpha thì dấu này là mu lớn hơn mu alpha. Mu không thì ở đây là Z lớn Z alpha. Còn nếu con H1 là mu nhỏ hơn mu không thì ở đây là Z nhỏ hơn trừ Z alpha. Và nếu khác thì nó là hai phía, là trị tuyệt đối của Z lớn hơn Z alpha trên. Còn nếu bạn nào tính theo công thức P giá trị thì tính bằng công thức bên phải.
À, bây giờ là trường hợp đầu tiên là dữ liệu thuyết cấp. Ví dụ minh họa như sau. Xin mời. Cái trong giờ lý thuyết chúng ta đã học về giả thuyết không và giả thuyết đối. Giả thuyết không thì bao giờ cũng phải có dấu bằng. Và giả thuyết đối thì không bao giờ có dấu bằng. Nhớ như chi tiết như thế để chúng ta viết cho nó đúng. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đề trước khi chúng ta trình bày bài giải. Bình thường ấy thì là cái chỉ số của người IQ trung bình của người dân ở đây là vòng 100. Cho nên cái 100 này đóng vai trò là mu không. Cái số chúng ta sẽ so sánh. Người ta muốn biết nhóm người có thể có hàng xóm ít tiếp xúc có giống như bình thường hay không. Giống bình thường thì là 100. Bây giờ giống như bình thường thì là mu bằng 100. Mu bằng 100. À, vì đây nó có dấu bằng cho nên đây là H0. Vậy H1 sẽ là mu khác 100. Đấy là giả thiết lập được cả giả thuyết. Tiếp tục, giả sử chỉ số tôi theo chuẩn độ là chuẩn là mấy năm. Như vậy cái con 10 năm này, con 10 năm là chính là sigma. Bởi vì nó không gắn liền với số lượng bao nhiêu người cả. Người ta tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 25. 25 này đóng vai trò là N. Thu được có chỉ số IQ trung bình là 93, còn này chính là x ngang 93. Để mức ý nghĩa 5% có nghĩa là alpha bằng 5%, tức là 0,05. Toàn bộ kỹ thuật phân tích đã xong, H0, H1 đã xong. Thì bây giờ lệnh thì siêu dễ, lệnh dễ cực. Thế thì cái lệnh đây đấy là dữ liệu thứ cấp, và trong trường hợp này là nó là dữ liệu thứ cấp này cộng với việc là đã biết phương sai của tổng thể thì chúng ta sẽ phải dùng z sum chấm test nó tương tự như phần ước lượng. Thì trong cái z sum chấm test này thì chúng ta đây chúng ta gõ để chúng ta tra xem là các hàm ở trong đó là gì. Thì nó gõ hỏi chấm z sum chấm test, và sau đó chúng ta nhìn sang bên phải. Nếu như mình nhìn sang bên phải thì mình phát hiện cũng rất là độc quyền, đó là đây z test. Nó có ghi là this function chấm 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 chấm, cái hàm này là cơ bản trên cái cơ sở, trên cái cơ sở là cái gì, phân phối chuẩn hóa, chuẩn hóa tức là trung bình bằng không và độ lệch chuẩn bằng một, vân vân. Nó có giải thích là min chấm x là cái gì, sigma chấm x là cái gì. Đây là độ lệch chuẩn của tổng thể, độ lệch chuẩn tổng thể n chấm x thì đơn thuần chỉ là cái số phần tử của tổng của cái mẫu của tương tự như vậy. Nhưng riêng có một chi tiết là chúng ta nhìn ở đây, đó là lý thuyết của chúng ta là antelechy, antelechy như vì nó sẽ bằng chữ g, chữ l và chữ t. Đấy. Nhớ không có lúc làm bài nhầm chữ G, chữ L và chữ T. Chữ T là số 2 tên tiếng Anh. Còn chữ L là less, là dấu nhỏ hơn tên tiếng Anh. Chữ G là chữ gấu. Chữ G thì greater là lớn hơn. Biết cái gì mà gật. Các bạn dùng sim mấy G? Ba đầu tiên là mình là sim
1G, 2G, 3G rồi đấy, bây giờ là 4G, sắp tới đến 5G, tức là nó gấp 5 lần so với cái chuẩn đấy. Tức là lớn hơn 5 lần. Vì thế chúng ta phải hiểu chữ G grid là gấp lên. Là dấu lớn hơn. Được chưa? Quay trở lại bài vừa nãy. Cái chỗ này là rất quan trọng nhé. Cái phần vừa nãy nó là ước lượng thì nó không cần, vì mặc kệ nó là hai phía, nhưng bây giờ nó phụ thuộc vào con đối thuyết. Rất quan trọng. Công việc gì mà phải căng thẳng thế? Đã bảo rồi, cùng lắm là cấm thi học lại. Học lại lần sau bao giờ thường là tốt hơn lần trước. Đặc biệt là lần thứ ba sẽ tốt hơn lần thứ hai. Đây, phân tích đi. Đấy. Xong rồi là bắt đầu viết được H0, H1. Thế thì mình vừa viết H0, H1 rồi. Là dấu bằng và dấu khác đúng không? Đấy, đây này. Ôi rồi, coi bài này nhỉ. À, đúng bài này rồi. Thế thì chúng ta căn cứ ở đây, chúng ta sẽ viết vào đây là n.x. Rồi. 25. Thu được trung bình như này này. Min.x bằng 93. Số mui cần đối chiếu so sánh 100. Còn cái gì nữa không? Alpha không cần nhập. Sigma.x suýt chết. Chi gamma.x là bằng 15. ALT là viết tắt của chữ Antarctic bằng chữ T. Thực ra là trong trường hợp nó hai phía thì chúng ta không cần nghề đâu nhé. Nhưng mà bây giờ tiện thì nó cứ nêu để chúng ta nhớ cho nó đủ. Khi bài toán hai phía thì chúng ta không cần phải viết ALT bằng T. Các bài toán tự nhiên hai phía. Dễ cực. Gõ đi xem nó ra được bao nhiêu rồi tí nữa cháu sẽ nói hai cách xử lý tiếp. Đây không phải là tên người mà viết hoa. Min.x. Vẫn chưa dạy. Sigma nó hỏi không, nó bảo bạn phải nhập cái giá trị sigma chấm y và n chấm y, không cần n chấm thì em ghi là n phẩy thôi. Này mệt quá, mình gõ nó phải chuẩn mà chứ. Xét sum chấm test z sum chấm test này n chấm x để vào cho nhiêu nhỉ, 25 đúng không, rồi min chấm x 93 đúng không, alt chúng ta chỉ cần gõ alt được, đã nghe đầy đủ ở đây tên trên, nhưng mà chữ tờ tức là hai phía đấy, hai phía mình mặc định nó không cần đâu, nhưng mà thôi mình cứ nhập cho nó quen. Còn cái gì nữa, sigma chấm x là bằng bao nhiêu? Cô vừa để bài cho bao nhiêu quên mất rồi. Sigma chấm x là 15. N chấm x là 25. Ừ.
93 125 enter một phát. Ta gõ nó chạy nhẹ nhàng này. Cố lên, học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Điểm em muốn được 9, 10 nhưng mà đi thi à, mà lại không muốn học thì quá. Đến đây thì chúng ta sẽ có hai cái cách xử lý. Tất nhiên đối với bài trắc nghiệm người ta có thể hỏi Z bao nhiêu thì các bạn sẽ nhìn đây, các bạn sẽ đọc ra Z bằng 31. Đấy, đây là giá trị Z này. Thế còn P giá trị thì nó là cái này. P giá trị sẽ là nhỏ hơn 2,2 nhân với 10 mũ trừ 16. Nó gọi là siêu bé luôn. Cực bé. Bé bé. Cho nên là mức ý nghĩa lớn của P giá trị, do đó các bác bỏ giả thuyết không, chấp nhận giả thuyết đối. Đấy là sử dụng phương pháp P giá trị. Nếu đi đề bài nó không nói gì thì chúng ta làm theo phương pháp quy giá trị là dễ hiểu nhất. Còn nếu như chúng ta muốn sử dụng phương pháp giáo viên mà yêu cầu chúng ta phải sử dụng phương pháp giá trị tới hạn thì chúng ta sử dụng bất định thức này, thì chúng ta phải làm vất vả hơn một chút là chúng ta tính con này xong rồi, sau đó các em lại còn phải đi tính cái giá trị tới hạn ở bên phải, đây chính là z alpha trên 2 này. Như vậy là chúng ta sẽ tính được là z lại bằng trừ 2,333. Ô chết, sao đề bài lại ra khác trên để làm phát nhỉ? Thì chúng ta ra được nhầm chỗ nào, một trăm chín năm mười năm 100, ôi giời ơi, mười bằng 100. Ông mà nó so sánh con số không em chết sợ. Đấy, từ đây ví dụ như đề bài người ta hỏi z bao nhiêu này, công thức thì nó hơi khó nhớ. Công thức ấy, công thức z thì nó bằng, công thức thì nó hơi khó nhớ, z bằng x ngang trừ mu không chia cho sigma trên căn n, x ngang là bằng 93, mu ngang mu không là bằng 100, sigma là bằng một. Thì bài cho bao nhiêu là 15, còn ở dưới là căn của 25, đúng rồi. Như vậy nó sẽ ra là trừ 7/3. Đấy. Chúng ta thấy thì chúng ta tính thì toát hết mồ hôi, trong khi phần mềm nó tính ngon trong một nốt nhạc này, nhìn thấy chưa, trừ 7/3 thì chẳng là trừ 2,333 mãi mãi gì đâu, tính z ngon lành. Đấy, xong đây là P giá trị. Nếu như sử dụng theo phương pháp giá trị tới hạn thì chúng ta phải đi tính gen 3 trên 2. 3 trên 2. Thế là 3 trên 2 thì được tính bởi công thức như chị bảo rồi, nó gợi ý rồi. Nó ra thế này. Bằng cách là sử dụng công thức này. Z 3 trên 2. Z 3 trên 2 là quy nôm 1 trừ 0.025 sẽ ra đa số. Đây này,
Binom 11 trừ 0.025. Thế còn nếu sử dụng bằng phương pháp bên giá trị thì rất là dễ. Chúng ta nhìn ở đây. Chúng ta nhìn đây, P giá trị là bằng 0,01963 thì mức ý nghĩa là 0,05 lớn hơn P giá trị, sau đó chúng ta bác bỏ H0, chấp nhận H1. Được chưa? Rất là ngon lành, có nghĩa là chỉ số IQ trung bình của hai nhóm này là có khác nhau. Chơi. Dễ vậy đó. Ừ thế thôi. Quá dễ. Bây giờ một ví dụ khác. Rồi, chúng ta lại tiếp tục phân tích cái đoạn đầu ở đây. Đề bài có nói rằng là nếu như quy trình hoạt động tốt thì tạo ra sản phẩm có trọng lượng theo tiêu chuẩn với trung bình là 5 gram. Như vậy cái mu không ở đây chính là bằng 5 gram và độ lệch chuẩn là 0,1 gram. Thì do sự cố người ta điều chỉnh lại, tuy nhiên người ta lại nghi ngờ việc điều chỉnh làm tăng trọng lượng trung bình. Tăng trọng lượng trung bình tức là nó phải lớn hơn. Tăng trọng lượng trung bình nó phải lớn hơn. Vì vậy chúng ta sẽ giải bằng thủ công như sau. Còn khi chúng ta sử dụng phần mềm 100% thì nó siêu dễ thương. Vì sao lại như vậy? Vì ở đây là chúng ta nhìn đây là cái giả thuyết đối lập, nó bảo làm tăng mà. Làm tăng tức là lớn hơn. Cho nên là A là T của nó là phải bằng chữ G. Giả thuyết là vừa nói ở trên rồi.
Đây nha, chúng ta để ý cái đối nó là P là vi lớn hơn 5. Cái này các em phải hết sức bình tĩnh, mọi việc nó sẽ dần dần nó sẽ giải quyết. Nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp quy luật sử dụng quy luật quyết định ấy, thì là z lớn hơn z alpha. Trong đó z thì được tính bởi x ngang trừ đi mu không chia cho sigma chia cho gamma n là mình thay số vào. Vậy còn z alpha thì là tính trong phần mềm thì nó là quy norm 1 trừ đi alpha thôi. Đấy, đơn giản như thế thôi. Thế nhưng mà khi mình sử dụng cái R một cái thì nó sẽ tính hộ chúng ta cái con Z này thôi, mình không phải tính. Đấy, nó rất là dễ. Thì đấy, với cái lệnh như trên thì chúng ta tính được. Ông lệnh nhờ trên này. Với cái lệnh như thế này thì chúng ta sẽ tính được ngay là N bằng cái gì? Đây. Là z bằng cái gì? Z là bằng 1,52. Thì tiếp tục kích thì con z đấy thì xong rồi. Còn cái z alpha thì tính kiểu gì? Z alpha thì tính bằng nha. Đấy, nhưng mà đề bài bảo là 95% tức là alpha 0,5 đúng không? 95% alpha mà 0,05 thì chúng ta sẽ dùng cái quy nôm mở ngoặc 1 trừ 0,05 đóng ngoặc phát ra luôn, không cần phải nhập hai lần sau. Nhập cái này ra. Đấy, 1,6448. Dễ cực. Con này là bằng 1,6448. Thì con trên là bằng trừ 7/3 đúng không? Thì bây giờ xin mời các em xem mặt thay vào đấy nó đúng hay nó sai. Ồ, đây là ra 1,52, nhầm số. Một phẩy năm hai công thức nó khác chi tí là 1,52. Ở đây là ra 1,52. Thế chúng ta hình dung như sau. Cái đồ thị của cái hàm phân phối chuẩn nó như thế này. Cái chỗ này là diện tích ở đây là bằng alpha trên 2. Thì bên này nó cũng bằng alpha trên 2. Thế còn lại này thì nó là 1 trừ đi alpha. Cái này là miền chấp nhận. Miền chấp nhận, còn hai cái đầu bút hai bên là miền bác bỏ. Mình tính ra cái con quy bằng các quy nôm 1 trừ alpha là bằng bao nhiêu đấy, lại tính ra 1,27, 1,257 gì đấy. Một phẩy sáu năm sáu năm một phẩy sáu bốn năm một phẩy sáu bốn năm một phẩy sáu bốn năm chúng ta thay vào cái bất định thức ở trên bảng, thay bất định thức này. Thì còn bên 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 trái là 1,52 trong khi bên phải là 1,645, nó bất định thức cái đúng hay sai? 1,52 lớn hơn 1,645 đúng hay sai? Sai thì không đủ bằng chứng để bác bỏ không, thay vào thấy đẳng thức sau là sai, do đó ta không đủ bằng chứng để bác bỏ không. Xong, bảo là khó nhưng mà dễ mà. Đấy là phương pháp mà sử dụng quy luật quyết định. Thế thì 1,645 trong khi cái giá trị z chúng ta tính là 1,52, 1,552 ở đây
nó rơi vào miền chấp nhận, cho nên chúng ta chấp nhận được không? Đấy, 1,52 nó rơi vào trong này, còn một khoảng cách này cả. Tính sau. Ừ. Nên đấy là cách thứ nhất, sử dụng quy luật quyết định, hoặc là chúng ta sử dụng thì anh quy luật quyết định, hoặc là sử dụng phương pháp về giá trị. À, về giá trị thì bây giờ ở đây, về giá trị chúng ta sẽ nhìn ở đây, đấy, đây, p-value là bằng 0,06426, tức là cách thứ hai là chúng ta sử dụng phương pháp về giá trị 0,0406426, nó như thế nào với mức ý nghĩa 0,05. Nó lớn hơn thì nó không đủ bằng chứng bác bảo không, thế thôi, xong rồi. Rồi, tiếp là bài tập vận dụng. Xin mời. Tất nhiên bài tập tương tự là anh em phải làm thôi. Trong trường hợp dữ liệu sơ cấp thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm FPSS hoặc R để tính trung bình mẫu, sau đó giải thứ tự như trên. À, riêng với phần mềm R thì chúng ta có thể sử dụng gói BSDA với hàm Z.test để giải. Ví dụ minh họa. Hình như cái này vừa mình nhập rồi đúng không? Vừa lấy cái bài ước lượng nhập rồi, chiết xả không nhớ. Nhập dữ liệu trong phần mềm R thì rồi đó tính trung bình mẫu và gọi như trường hợp trong là không là tuyệt đối như trên bảng. Sau đó làm tương tự hai ví dụ trên. Cụ thể là dùng cái hàm chi số EV bằng cái này để nhập cả họ nó. Sau khi nhập xong thì chúng ta căn cứ vào để bài. Đây là trường hợp biết phương sai độ lệch chuẩn của tổng thể, cho nên chúng ta sẽ tính là dùng lệnh z.test.
chỉ số IQ V bằng 102, ALT bằng chữ L, vì đây là dấu nhỏ hơn. Vậy là ALT là chữ L, sigma chấm x trên 14 do này mà cho thế. Đấy. Tính nó ra ngay. Nhớ là phải tập với cả hai cách, một là sử dụng quy luật quyết định bác bỏ không khi nếu như mà bất đẳng thức là đúng, và chúng ta nếu bất đẳng thức là sai chúng ta không đủ bằng chứng bác bỏ không. Thế vì ALT H1 là quy nhỏ hơn 102, cho nên ở đây chúng ta sẽ có là ALT bằng L. Cần kiểm định thì không cần xét về giá trị, à xét cái khoảng tin cậy nó bằng bao nhiêu cả, phí công vô ích. Được chưa? Sau kết luận thế nào, chấp nhận đã không với bác bỏ không, không biết, xong lại có bạn lại trả lời là chấp nhận bác bỏ. Và kết luận nào nhỉ đồng chí này, kết luận nào, kết luận nào, có hai phương pháp để giải tiếp. Một là chúng ta sử dụng phương pháp P giá trị, thì chúng ta nhìn luôn vào cái cột này là P value là bằng 0,4268, nó rất là lớn so với con số 1, tức là gần số 1, trong khi 0,0 bao nhiêu đấy thì nó rất là nhỏ. Đấy. Mức ý nghĩa là 0,05 lớn về giá trị do à, nhỏ về giá trị do đó chúng ta không đủ bằng chứng để bao bỏ hay không, không đủ bằng chứng. Được chưa? À, đấy là cái cách mà sử dụng quy luật quyết định. Thế còn sử dụng sử dụng với giá trị, với giá trị rất dễ đọc lên này ra đấy. Còn kết luận mức ý nghĩa là 0,05 là nhỏ hơn với giá trị bằng 0,4268, rất lớn, chúng ta không đủ bằng chứng để bác bỏ hay không, không đủ bằng chứng không? Có nghĩa là nó thay vào là bất đẳng thức nó sai đấy. Được chưa?